chung là mấy con hàng mạng này về chỉ có mất thổi bụi là cùng, cũng như là vệ sinh dầu mỡ hoặc là nước lã thôi các bác nha. Đấy, cửa hàng đang vệ sinh con Kenwood 7020 mới về hàng mạng hàng đấu giá, là một trong những con đông đi khủng của hãng. Cả sẽ quay từ lúc vệ sinh, sau đó thì lau qua, sau đó thì chạy luôn, quay luôn cho anh em xem. Hôm nay thì cửa hàng cũng đã từng bán mấy năm lâu rồi, nhưng hôm nay mới có con này. Khủng lắm, nặng. Những con này thì anh em ghép vàng và chơi karaoke thì thoải mái luôn. Chơi vào những đôi loa nghe nhạc bát 30, 35 ấy các bác nha. Đấy. Chẳng hạn những cái dòng loa của Kenwood, của Onkyo, của Diatone, đấy, của Pilar, của Sansui, Yamaha. Tại sao cửa hàng nói với anh em là nhiều mẫu loa vậy? Bởi vì những cái mẫu âm ly khủng này thì nó dễ ghép loa. Khủng thì nó sẽ đánh được da chất của loa. Dòng Kenwood thì anh em chơi âm thanh thì nó sẽ nặng bát và nhiều chép. Đấy. Cái hãng này nó có đặc trưng như vậy. Về thông số anh em có thể nhìn đây. Sản xuất tại Nhật Bản, 100V, 250W, hai cầu loa A cũng B. Bên này các đường tín hiệu AUX, tuner CD, cọc mạ vàng sáng choa anh em nhé. Đang trong quá trình vệ sinh. Nặng lắm anh em ạ. Con này bán ra thì cửa hàng bán ra chỉ giá 5 triệu thôi anh em thôi nhá. Chỉ 5 triệu đồng thôi. Hàng cực khủng của Kenwood anh em nhá. Hàng rất khủng của Kenwood đấy. 8 sò, 2 tụ khổng lồ, 2 nguồn. Đẹp xuất sắc luôn. Cắm test qua luôn đã, cắm điện là chạy luôn. Nói chung là clip mang tính chất là quay giới thiệu sản phẩm về, cũng như là tình trạng của nó là như thế nào thôi anh em nhá. Giá 5 triệu cho anh em. Mẫu đi hàng khủng của Kenwood, chạy hai cầu loa cổng B, bát chép lao lướt đầy đủ. Volume ở giữa rất cân đối, đẹp. 0941891914. Anh em chơi với những đôi bát 30, 35 không cần nghĩ luôn. Chẳng hạn những dòng loa Kenwood 990D, 990D Class, hoặc là những dòng loa Technic, Onkyo, Diatone bát 30, Yamaha, Sony, Pilar, không cần nghĩ. Phần nội thất các bác nha, bụi bên trong chưa thổi đâu. Đấy, bụi bạn vẫn chưa thổi đâu. Test nóng luôn cho các bác. Đánh loa bát 30 khỏi nghĩ luôn. Khủng như thế này, với giá 5 triệu mà không chơi thì chơi con nào nữa. Với giá 5 triệu mà không chơi thì chơi con nào nữa. Đấy, bụi bặm này, xốp này. Đấy, hàng bóc ra là test nóng luôn cho anh em nha. Đấy. Trực tiếp luôn, trực quan luôn. Hai nguồn vĩ đại, đen xì. Làm rất cầu kỳ luôn. Thường thì những hãng khác thì nguồn nó cũng ít khi nó sơn đen nếu hai nguồn. Hai tụ lọc vút chỉ luôn, to vĩ đại. Hệ thống khung răng. Đấy, hệ thống khung răng. Làm theo đúng kiểu kết cấu xây dựng cầu đường. Thêm vài từ cho nó
mặt sau của anh nha. Nói là con âm ly đáng đồng tiền bát gạo nếu anh em chơi và sưu tầm. Cầu loa A cộng B 250W sản xuất tại Nhật Bản. Hàng đẹp xuất sắc luôn các bác nha. Và bao zin luôn. Đấy. Tụ nguồn sò. Phải nói là quá nét luôn. Nước sơn sáng bóng. Chơi những con như thế này thì anh em bỏ ra số tiền cũng không hề quá nhiều. Chỉ có 5 đồng thôi, 5 đồng giá tại cửa hàng bán ra. Nhưng anh em nhận được một con âm ly rất khủng để đánh loa to. Và anh em có thể ghép vang và hát karaoke không thành vấn đề luôn với con âm ly này. Đấy. Với những dòng loa Bass 30, Kenwood 990 hoặc những dòng loa Kenwood nói chung, dòng loa Technic, dòng loa Peeler, Onkyo, Diatom, Yamaha, bao anh luôn anh em luôn nha, Sony. Nó khỏe, nó khủng lên là nó đánh được. Không cần nghĩ. Hai cầu loa bát chép đau lớn cân loa, clip mang tính chất giới thiệu sản phẩm các bác nha, chứ không phải là thể hiện về âm thanh. Test cho nó chạy và cũng như là quay nội thất ngoại thất để anh em nắm được, báo cáo hàng về vậy thôi. Đấy. Trong 6 con thì cửa hàng lau chùi con này trước thì cửa hàng quay trước anh em nhé. Đấy, đang vệ sinh, đang lau chùi đấy. Nói chung là 5-6 con này thì phải lau chùi cả tuần mới xong. Bởi vì mỗi hôm làm con thôi, chứ còn cũng không đăng liên tục. Nói vậy cho anh em hiểu. Còn anh em nào mà gần thì có thể qua xem à, chọn lựa 8 so tha. Hàng mạng, hàng đấu giá, nhấn mạnh anh em điều đó nhá. Bề ngang là 44, chiều cao 16, còn chiều sâu là tầm khoảng 35. Nếu cả núm cả cọc loa 35 đến 36. Mặt tiền đẹp, nước sơn quá mới luôn anh em nhá. Rất nặng đấy các bác nhá, rất nặng luôn. Chơi những con âm ly này thì các bác ghép vang hát karaoke và những đôi loa nghe nhạc không cần nghĩ, hoặc những dòng loa Bow 301. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác đã theo dõi. Giá 5 triệu, giá tại cửa hàng.